Thiện nam tử, thân miệng ý của ta chưa từng não hại một chúng sinh nào. Thiện nam tử, như tâm của ta, thà vị lai thọ khổ vô gián, chọn không phát sinh một ý niệm, làm khổ con trùng, con kiến, hà huống là con người. Vì con người là ruộng phước hay sinh ra tất cả các pháp lành. Thiện nam tử, ta chỉ được giải thoát như huyễn này, như các đại bồ tát được vô sinh nhẫn, biết các cõi thảy đều như huyễn, các hạnh bồ tát thảy đều như hóa tất cả thế gian thảy đều như ảnh tất cả các pháp thảy đều như mộng vào tướng chân thật pháp môn vô ngại tu hành tất cả các hạnh như lưới la của trời đế thích dùng trí vô ngại tu hành nơi cảnh giới vào khắp tất cả tam muội bình đẳng nơi đà la ni đã được tự tại mà ta làm sao biết được nói được những hạnh công đức đó Thiện Nam Tử, ở hướng Nam này có thành tên là Diệu Quang, vua tên là Đại Quang. Ngươi hãy đi đến đó hỏi, Bồ Tát làm thế nào học Bồ Tát hạnh, tu Bồ Tát đạo. Bấy giờ thiện tài đồng tử đành lễ vua vô yểm túc, nhiễu quanh vô lượng vòng rồi tử tạ mà đi.